Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao động. Thưa quý vị, như đã thông tin, ngày 21 tháng 9 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức mở lại phiên xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm về hành vi xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Và một trong những vấn đề được dư luận quan tâm hơn cả là vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng trong vụ án này là gì? Và tại sao dù có tham gia live stream nhưng ông Dũng lại không bị xử lý hình sự? Theo lịch xét xử, ngày 21 tháng 9 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Liên quan tới vụ án, hội đồng xét xử đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi, tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề. Trong đó, làm rõ vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng có dấu hiệu đồng phạm với bà hay không. Kết quả điều tra xác định, bà Hằng thực hiện nhiều buổi livestream, nhưng kết luận giám định có 57 buổi live stream có nội dung xúc phạm uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời tư, chứa nhiều nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Trong 57 buổi live stream, ông Dũng chỉ tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển. Tuy nhiên, video thể hiện ông Dũng tham dự sau khi bà Hằng chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Hiển, đã giám định thời lượng bị can Hằng xúc phạm ông Hiển có thời lượng tầm 1 phút và không có tài liệu để xác định trong buổi live stream ngày 31 tháng 12 năm 2021, ông Dũng xúc phạm ông Hiển. Ngoài ra, bà Hằng và đồng phạm còn thực hiện 26 lần tại nhà riêng ở quận 3, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 12 lần tại khu du lịch Đại Nam, 2 lần tại chi nhánh công ty cổ phần Đại Nam, 7 lần trên xe ô tô và 1 lần tại Hà Nội. Ông Huỳnh Uy Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, có quan hệ vợ chồng với bà Nguyễn Phương Hằng. Vì vậy bà Hằng có quyền quyết định đối với việc sử dụng ô tô và các tài sản trên. Từ đó, nhà chức trách xác định không có cơ sở xử lý hình sự về vai trò của ông Huỳnh Uy Quỳ Dũng đã đồng phạm giúp sức cho bà Phương Hằng. Đối với buổi live stream đua chó ngựa ngày 19 tháng 3 năm 2022, ông Dũng có tham gia. Tuy nhiên, kết luận giám định nội dung buổi live stream này xác định không có nội dung vi phạm làm việc với các cá nhân có liên quan xác định tại các trận đua thú trước đó tại trường đua Đại Nam cũng đã có việc đặt tên người nổi tiếng, nhân vật hoạt hình, tên phim cho chó đua, ngựa đua như Ronaldo, Messi, Nobita, Tezuki, còn việc đặt tên cho thú đua vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 là do bà Hằng yêu cầu bị can Lê Thị Thu Hà nhắn cho bị can Huỳnh Công Tân dẫn chương trình lấy tên những người từng tố cáo bà Hằng. Hiện tòa xác định những người này là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án làm tên chó đua, ngựa đua. Khi ra buổi livestream thì ông Dũng mới biết việc này. Từ đó, quá trình điều tra xác định không có đủ cơ sở xử lý hình sự đối với ông Huỳnh Huy Dũng đã đồng phạm giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong các buổi live stream tại nhà riêng, trụ sở và trong các buổi đua chó. Vì vậy, việc cơ quan điều tra không khởi tố ông Dũng là có căn cứ. Căn cứ theo các bản cáo trạng được Viện Kiểm sát cung cấp, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội live stream, xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ vi oanh bà đặng Thi hà ni nhà báo thạc sĩ luật hà ni ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm Vĩnh hưng bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố hồ chí minh bị can nguyễn phương hằng khai rằng những thông tin bà nói trên livestream do nằm mơ đọc trên mạng chưa được kiểm chứng các buổi live stream của bị can Nguyễn Phương Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích, 5.021 lượt bình luận. Tại Bình Dương, các buổi live stream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận. Trong vụ án này, bị can Đặng Anh Quân trực tiếp tham gia nhiều buổi live stream cùng Nguyễn Phương Hằng trong đó quân nhiều lần phát ngôn bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân. Ngoài ra ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội và internet, thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để Nguyễn Phương Hằng live stream và đăng tải các bài viết lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hằng. Cũng liên quan đến phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra ngày 21 tháng 9 sắp tới. Như đã đưa tin, trong phiên tòa này, hội đồng xét xử đã triệu tập các ông bà Huỳnh Nguy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, và một số người khác đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trước đó vào ngày 18 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và truy tố ra trước tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm. Liên quan tới sự việc trên, một số người thắc mắc tại sao tòa triệu tập những người trên tới tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Căn cứ theo hồ sơ vụ án, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm. Mặt khác, quá trình điều tra, ông Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị cáo Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông. Bà Phương Hằng khai bản thân có những phát ngôn liên quan nghệ sĩ Hoài Linh. Do Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với nghệ sĩ Hoài Linh nên ca sĩ này có phát ngôn xúc phạm bà trước nên bà có hành động lại. Vợ chồng Thủy Tiên công vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỷ, bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng tinh thần bị tổn thất do các phát ngôn xúc phạm họ. Đối với yêu cầu đòi bồi thường trên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng nói chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án vâng thưa quý vị chỉ ít ngày nữa phiên tòa xét xử bà phương hằng cùng các đồng phạm sẽ được mở lại cùng với những rắc rối mà bà phương hằng đã gây ra cho nhiều cá nhân tổ chức liệu tòa sẽ tuyên mức án nào cho bà hằng và liệu mức bồi thường nào là hợp lý cho những nghệ sĩ những người khẳng định đã phải chịu tổn thất từ những phát ngôn của bà hằng chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc và đến đây thời lượng video cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo